Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Đêm mùng 9 tháng 9, có lẽ là đêm kinh hoàng mà cả cuộc đời này, chị Lý Thị Tòng, 33 tuổi, trú tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cùng các con không thể nào quên. Trận lũ định mệnh đã cướp đi của chị người chồng, người bố, cướp đi của các con chị người cha, người ông. Hiện mới chỉ tìm thấy chồng của chị cách hiện trường 150 km. Do mưa lũ chia cắt đường đi, chị Tòng không kịp xuống nhận dạng. Chồng chị được người dân địa phương an táng tại Yên Bái. Bố chị Tòng vẫn đang mất tích. Giờ đây, bốn mẹ con chị chỉ biết nương tựa vào nhau sống qua ngày. Theo lời kể của chị Tòng, khoảng 23 giờ 30 phút đêm mùng 9 tháng 9, lượng đất đá sạt lở lớn từ ngọn núi bên kia sông chảy đổ xuống đã làm sập cuốn trôi hoàn toàn ngôi nhà của gia đình nằm ở bờ sông. Trước thời điểm đó, chị Tòng, mẹ chồng cùng ba con, một cháu đã sang nhà người thân ở. Còn bố chồng và chồng chị vẫn đang tìm cách kê cao đồ đạc, thóc, ngô trong nhà nên đã không kịp thoát. Từ lúc bão đến giờ cháu mới quay lại đây, cháu nhìn thấy cháu buồn lắm. Bây giờ bố cháu mất rồi, ông cháu cũng không về nữa. Chỗ này cháu ở từ bé đến lớn. Đó là những lời tâm sự nghẹn ngào của bàn văn trường khi cùng với mẹ là chị Lý Thị Tòng trở lại khu đất từng là ngôi nhà hạnh phúc của mình tại thôn Kho Vàng. Gần một tháng kể từ ngày 10 ngôi nhà tại thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai bị cơn đại hồng thủy ở sông chảy nuốt chửng, nơi đây còn lại là một đống hoang tàn. Những người may mắn thoát nạn đang phải ở nhờ nhà người thân hoặc lán dựng tạm, họ vẫn bàng hoàng và không tin gia đình bị mất trắng tài sản chỉ trong vài phút là một trong những người may mắn và đang sống tại lán ở tạm cách nhà khoảng 500 m Chị Hoàng Thị Mến, chú thôn kho vàng nhớ lại, khi nước lũ tiếp tục lên cao, gia đình chị phải hốt hoảng tháo chạy. Chị nói, gia đình tôi có 5 người, vợ chồng tôi mỗi người cõng một đứa con, đứa còn lại tôi gọi người bên ngoài vào hỗ trợ cõng ra khu vực trường học để trú ẩn. Khi vừa đi qua nhà khoảng vài mét, chúng tôi nghe thấy tiếng nổ to như quả bom thì tưởng thủy điện bị vỡ đập, nhưng trời tối nên không nhìn thấy gì. Sáng hôm sau nước đã rút, chị Mến trở lại ngôi nhà thì thấy đồ đạc đã hỏng hết vì ngập nước. Đường xá bị phá hủy, người dân bị cô lập trong hoàn cảnh không có điện, không có sóng nên chỉ đi bộ gặp nhau mới biết mình còn sống. Trong tâm trí của chị Mến, cơn lũ vừa qua để lại sự ám ảnh kinh hoàng không chỉ đối với chị mà với tất cả người dân thôn Kho Vàng, bởi từ khi sinh ra đến nay chưa bao giờ chị chứng kiến đợt mưa lũ khủng khiếp như vậy một trong những trường hợp không may mắn, cơn lũ ở sông chảy đã cướp đi chồng và cuốn trôi ngôi nhà của gia đình chị Lý Thị Tòng, 33 tuổi. Giờ đây, bốn mẹ con chị chỉ biết nương tựa vào nhau sống qua ngày. Nỗi đau của chị Tòng càng nhân lên gấp bội khi chồng và bố cũng ra đi mãi mãi sau cơn lũ dữ. Thi thể anh Bàn Văn Tiến, 35 tuổi, chồng chị Tòng đã được tìm thấy ở Yên Bái, cách nhà 150 km. Kể từ khi xảy ra biến cố đến nay đã gần một tháng, nhưng chẳng đêm nào chị Tò ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh của người chồng lại xuất hiện trong đầu chị. Chị kể, cả quả núi ở xã Nậm Lúc đổ xuống sông kêu to như tiếng mìn nổ. Nó nắn dòng nước lũ chảy thẳng vào nhà tôi, cuốn phăng đi chồng, bố chồng và ngôi nhà. Lúc đó gia đình tôi đang trú ở nhà chú trên đồi nên thoát nạn. 15 phút sau tôi chạy xuống nhà xem thì không nhìn thấy cái gì cả tôi muốn tiến đến gần hơn nhưng chân tay buồn rủn, tức ngực và khó thở, chân không bước được nữa. Chị xót xa kể, hai vợ chồng cũng dự định năm nay sẽ bán đồi quế để lấy tiền xây một ngôi nhà ở riêng cùng các con. Nhưng dự định mãi là dự định, chị nói. Anh nói năm nay sẽ làm nhà, gia đình năm người chúng tôi sẽ ra riêng, các con sẽ hạnh phúc trong một mái ấm. Nhưng anh nói mà anh chưa làm được, anh bỏ lại bốn mẹ con rồi ra đi. Đau đớn nhất khi những đứa trẻ lại không tin đó là sự thật và cho rằng bố tiến chưa mất đâu, bố đi làm xa ở đâu để kiếm tiền mua quần áo, sách vở cho con thôi. Mẹ nói dối con là bố đi làm như thế thôi. Mới đây, Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế đã có văn bản về kết quả hỗ trợ xét nghiệm chất lượng nước sinh hoạt tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Sau vụ vỡ đập bùn thải quặng kẽm, chỉ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kim loại màu Bắc Cạn. 10 mẫu nước được lấy trên địa bàn xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa, chuyển đi xét nghiệm 8 thông số nhóm A và 29 thông số kim loại vi sinh nhóm B để đánh giá nguy cơ nhiễm kim loại nặng từ nước tuyển quặng. Kết quả cho thấy, 10 trên 10 mẫu nước đều không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt ở các thông số hóa lý và thông số vi sinh. Trên cơ sở đó, Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường khuyến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ đánh giá nguy cơ ô nhiễm môi trường và ô nhiễm nguồn nước để có biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn các xã bị ảnh hưởng, hướng dẫn người dân khử trùng và sử dụng nước sinh hoạt an toàn. Trước đó, sáng ngày 9 tháng 9, trên địa bàn xã Bản Thi, huyện Trợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, đã xảy ra vụ vỡ bờ đập bùn thải quặng kẽm trì của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kim loại màu Bắc Cạn. Vụ việc đã khiến hơn 1.000 tấn bùn thải quặng trì kẽm cùng hóa chất đi kèm tràn ra môi trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái, môi trường và đe dọa đời sống, sinh kế của hàng trăm hộ dân tại hai tỉnh Tuyên Quang và Bắc Cạn. Những người dân tại một số xã của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã phản ánh nguồn nước suối bắt nguồn từ huyện Trợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, chảy qua địa bàn xã, có màu nâu, mùi lạ bất thường, nước chảy tới đâu, xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt đến đó. Khoảng 300 trên 600 hộ dân của xã Bình Phú bị ảnh hưởng bởi vụ vỡ đập bùn thải với 29 tấn cá lồng bị chết, hàng chục hecta đất canh tác bị vùi lấp, ước tính thiệt hại sơ bộ trên 3 tỷ đồng. Sau vụ việc, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tới hiện trường kiểm tra, làm việc với các bên liên quan và hai lần tiến hành lấy mẫu nước tại các khu vực bị ảnh hưởng để xét nghiệm. Hiện tại, người dân các xã Bình Phú, Phú Bình, Yên Lập của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang và xã Bản Thi, huyện Trợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn đang hết sức lo lắng cho sức khỏe trước nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, sản xuất và nhiễm độc quạng chỉ kém. Được khởi công từ năm 1994 và vận hành toàn phần từ tháng 7 năm 2012, Đập Tam Hiệp hiện vẫn giữ ngôi vị con đập thủy điện lớn nhất thế giới, với chiều dài 2,3 km và chiều cao 185 m. Hồ chứa mà con đập tạo ra có diện tích bề mặt hơn 1.000 km vuông. Để hoàn thành công trình, 40.000 công nhân đã làm việc không ngơi nghỉ trong 12 năm, với chi phí hàng chục tỷ đô la Mỹ. Chính phủ và nhiều người dân Trung Quốc rất tự hào về công trình bê tông khổng lồ này. Tuy nhiên, công trình khổng lồ này đã hứng chịu nhiều chỉ trích ngay từ đầu để xây dựng đập Tam Hiệp, các nhà chức trách Trung Quốc phải di rời 1,3 triệu người và phá hủy nhiều khu vực khảo cổ lịch sử. Khoảng 100 công nhân đã thiệt mạng trong quá trình xây đập. Đập Tam Hiệp còn gây họa cho môi trường. Không ai có thể dám chắc về tác động lâu dài của siêu công trình này. Áp lực dồn lên khu vực nơi hồ chứa tạo ra có thể gây ra nhiều trận lở đất. Thực tế cho thấy một đập thủy điện khác trong khu vực đã bị vỡ vì lở đất. Chưa kể, hồ chứa nước lại nằm trên hai đường đứt gãy khác nhau nên bị cho là làm gia tăng các hoạt động địa chấn. Theo các chuyên gia, nếu đập Tam Hiệp bị vỡ thì đó là thảm họa cực lớn. Nên nhớ rằng, đập Tam Hiệp là đập lớn nhất thế giới, quy mô công trình lớn. Đập Tam Hiệp bị vỡ sẽ gây ra cơn sóng thần cực lớn, tàn phá và nhanh chóng nhấn chìm vùng hạ lưu bởi năng lượng nước từ áp lực dòng chảy là khủng khiếp. Thiệt hại là không lường nếu sự cố vỡ đập xảy ra bởi đập Tam Hiệp được xây dựng trên dòng sông, có lưu vực đông dân, có nhiều trung tâm kinh tế và dân sinh rất lớn. Một phần ba diện tích Trung Quốc, trong đó có các vùng thịnh vượng nhất như Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải, nằm trên lưu vực sông Dương Tử. Nguy cơ tàn khốc nhất tiềm tàng ở khả năng đập bị vỡ ở một thời điểm nào đó do hoạt động địa chấn hoặc sự suy yếu của bản thân con đập. Trường hợp này nếu xảy ra sẽ gây lụt ở mức độ chưa từng được ghi nhận viễn cảnh thảm khốc này nếu xảy ra sẽ tạo nên một trận sóng thần khủng khiếp xóa sổ toàn bộ vùng hạ lưu dương tử bởi năng lượng nước từ áp lực dòng chảy là khủng khiếp nó cũng sẽ khiến trung quốc lâm vào tình trạng thiếu điện kinh tế suy sụp và dịch bệnh bùng phát